Thưa quý vị, những ngày giáp Tết Nguyên đán 2023, cửa khẩu Trung Quốc giao thương thông suốt nên nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này được hưởng lợi, trong đó có dưa hấu. Tại huyện Đức Linh, nông dân thu hoạch dưa hấu vụ Tết vô cùng phấn khởi vì giá bán tăng nhiều so với năm trước, đồng thời nguồn cung không đủ tiêu thụ. Có 7 sào dưa thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán 2023. Anh Trần Sơn ở xã Mê Bu, huyện Đức Linh vô cùng phấn khởi. Tuy năng suất chỉ bằng 2/3 so với năm ngoái do ảnh hưởng của mấy đợt mưa cuối năm, nhưng bù lại giá bán tăng hơn gấp đôi nên sau khi hạch toán đều thu được lợi nhuận. Có nhiều hộ dân trồng dưa hấu trên địa bàn huyện Đức Linh bán trúng giá vụ Tết năm nay. 9.000 ký, năm trước thì 2.000, 3.000 lỗ, giờ nó giá nó cao cho nên là rước lẹ được. Bà con bán dễ lắm chứ, người ta mình tới họ mua là mình bán thôi, ăn theo quy cách. Quy cách của dưa là giá đó 1 ký he ăn lên, sống sượng bộp bỏ ra. Nếu mà bán mà có giá đồ như vậy thì sang năm bà con cũng làm tiếp tục làm tiếp. 2022-2023, những khu vực đất ruộng hoặc rẫy dọc ven sông La Ngà được nông dân huyện Đức Linh chuyển sang trồng dưa hấu vụ Tết. Năm nay, toàn huyện canh tác khoảng 160 hectare, tăng 40 hectare so với năm trước. Trong đó tập trung chủ yếu ở các xã Mê Bu, Sùng Nhơn, Vũ Hòa và Đa Cai. Các hộ trồng dưa hấu với quy mô từ 1 hectare trở lên thường canh tác rải vụ, vừa thuận tiện cho khâu chăm sóc, vừa hạn chế rủi ro về giá cả và thị trường tiêu thụ. Những tháng giáp Tết 2023, Trung Quốc mở cửa khẩu biên giới nhập khẩu nông sản từ phía Việt Nam, trong đó có dưa hấu. Nhờ đó mà các ruộng dưa hấu của nông dân thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Còn ở các vựa, cơ sở thu mua thì luôn trong tình trạng khan hiếm nguồn cung do xe container liên tục đưa dưa hấu lên cửa khẩu tiêu thụ. Cửa khẩu hôm bữa ngay cái nó ngày 8 gì đó mở, nói chung như nghe mở cửa khẩu là bà con nó cũng rất là mừng để dưa mình có tiêu thụ mới giá nó cao được, cũng vui. Đó, xe về bao nhiêu là xe xuống, bao nhiêu là xe bắt thấy cái nhiều không có, nhưng bé cái bẻ dừa không thấy cái trái dừa nào thấy không, dừa bỏ xuống là bắt lên hết rồi. Như tất cả các tỉnh hình như đẩy về và Trung Quốc cũng có đó, Trung Quốc là đi số đi rồi đó, còn bây giờ đẩy các chợ về rất là chợ xa. Về kỹ thuật thâm canh dưa hấu thì dân Đức Linh rất là rành. Có điều một cái bất lợi trong cái thời tiết là có những cơn mưa rắc, và trong thời gian gần đây thì dưới ảnh hưởng của áp thấp thì 10 ngày nên ảnh hưởng cho cái năng suất dưa nó có giảm so với các năm trước. Cái nếu đúng ra năng suất dưa của Đức Linh là phải là 30 tấn hecta. Năm nay còn khoảng 25 26 tấn. Bù lại thì cái việc mà thông thương trong cái giao dịch cửa khẩu của Trung Quốc Việt Nam thì cái sản lượng dưa đưa ra thì tiêu thụ rất là nhanh. Giá dưa thì hiện nay rất là tăng so với các năm. Bình quân dưa thì 10.000 trên 1 ký. Có dưa là 1 là 11 12.000 ký. Cho nên nó tạo trong cái thu nhập của người dân trồng dưa rất là lớn. Có hai loại dưa hấu mà nông dân huyện Đức Linh canh tác phổ biến, dưa hấu dài và dưa hấu tròn. Nhưng dưa hấu dài được phía Trung Quốc ưa chuộng khi nhập khẩu, nên có trên 80% diện tích ở đây canh tác giống dưa này. Về năng suất thì dưa hấu dài đạt thấp, nhưng bù lại giá bán cao nên lợi nhuận gần tương đương. Mỗi hecta thu lãi từ 120 đến 150 triệu đồng. Công sức và mồ hôi giải nắng dầm sương, vung trồng chăm sóc đã được đền đáp. Nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc hiện diện trên gương mặt người nông dân trồng dưa hấu trong dịp xuân mới Quý Mão 2023, sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.